Hello, xin chào các bạn. Nếu như các bạn đã có thể lên xem phần livestream trong buổi ngày hôm nay cùng với chị thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết là các bạn đã lên xem phần livestream buổi chiều ngày hôm nay rồi nhá. Được không nào? Và hãy comment lời chào dành cho chị ngay lập tức nha. Ok không? Hiện tại đã có 25 bạn rồi. Ok, xin chào các em. Nào, quay trở lại cùng với chị nào. Quay trở lại cùng với các bạn ở trong chuyên mục Mỗi ngày một bài văn hay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về một bài văn viết về một trong số những tác phẩm mà chị tin rằng là có rất là nhiều bạn muốn được nghe một cái bài văn về tác phẩm này. Rồi, cho chị biết nào. Ok, xin chào các em, xin chào Linh, xin chào em. Các bạn ơi, hiện tại ở trên lớp thì các bạn đã học đến tác phẩm nào rồi? Và các bạn đang muốn nghe một cái bài văn tham khảo về bài gì ạ? Về văn bản nào ạ? Xin chào Thúy Hằng, xin chào em, hãy cho chị biết nhá. Nào các bạn ơi, nói cho chị biết nhá. Hiện tại đã có 200 bạn đang xem phần livestream của chị rồi. Xin chào Ngọc Thoa. Xin chào các em, đã có 200 bạn rồi. Ừ, chị đây, chị nghe đây. Chúng mình sẽ cùng đến với một cái bài văn tham khảo. Và chị hy vọng là cái bài văn tham khảo này sẽ giúp cho các bạn có thể có thêm nhiều những cái ngữ liệu để viết những cái bài văn tốt hơn ở những cái bài văn sắp tới đây mà các bạn phải viết. Ok không ạ? Xin chào Huyền Trang, xin chào em. Các bạn ơi nào, đi đâu cũng giới thiệu Học Văn Chị Hiên à? Rất là cảm ơn em nhé Hoài nhá. Rất cảm ơn em. Nếu như mà có thể thì các anh chị 2K3, 2K2 có thể tag các bạn 2K3, 2K4, 2K5 vào trong phần livestream của chị giúp chị nhá. Được không nào? Ừ, ok, xin chào Thúy Lê, xin chào em. Mới học bài đầu tiên à? À ok Hải Yến. Nào nhanh chóng chia sẻ phần livestream về giúp chị nhá. Sóng sóng chị ơi. Các bạn ấy chỉ mê mẩn sóng thôi. Ơi chị nghe đây em. Chị vẫn đang nhìn thấy những cái phần livestream từ các bạn. Ok ok, nhưng mà hãy chia sẻ về trang cá nhân của mình để đến lúc tìm lại cho dễ nhá. Ok không nào? Xin chào các bạn. Chúng mình bắt đầu được chưa? Các bạn ơi, đây là cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm của chị Hiên. Và nếu như các bạn đang muốn tìm một cái đầu sách mà có thể giúp cho các bạn tăng vốn từ này, tìm hiểu về cách viết này, thì chị nghĩ đây sẽ là một cái cuốn sách hoàn toàn phù hợp với các bạn đấy. Được không nào? Cuốn sách này thì hiện tại đang có giá là 139.000 em nhé. Em có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để ngay lập tức đặt sách nha. Ok không nào? Ừ, cảm ơn Quang rất nhiều vì đã dành lời khen cho chị. Hiệu ơi, hiện tại 2K4 đã mở rồi. Em có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể được nhận được lời tư vấn phù hợp nhất về khóa học văn dành cho các bạn 2K4 nha. Ok không nào? Xin chào Hoàng Nhi, xin chào em. Fan cứng của Học Văn Chị Hiên đây rồi. Xin chào Thu Hằng, xin chào các bạn. Đợi mọi người thêm khoảng 2 phút nữa rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu bài văn tham khảo ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với chị nhé. Ok, xin chào Thanh Tâm, xin chào em. Rồi các bạn ơi, xin chào anh Mai, xin chào các bạn. Chị thấy các bạn khá là lạ, có vẻ như đây là những bạn mà mới lần đầu xem livestream của chị Hiên hay sao ấy. Nếu như mà đây là lần đầu tiên các bạn đang xem livestream của chị thì cho chị gửi một lời chào trân trọng nhất, mến thương nhất đến các bạn nhé. Và hy vọng rằng là các em sẽ thích chị và gắn bó với chị trong cái chặng đường tiếp theo đây của chúng mình. Ok không nào? Ừ, xin chào các em. Cày nát cả YouTube luôn hả? Đỉnh thực sự luôn đấy. Rồi, rất là cảm ơn các em. Ok, yên tâm Đinh Hồng, chị không xóa đâu. Nhưng mà các bạn hãy nhanh chóng chia sẻ về nhá. Bởi vì chị nghĩ là hãy chia sẻ về trong cái trường hợp mà chúng mình muốn tìm lại á, thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok không ạ? Rồi, chúng mình cùng quay trở lại cùng với nhau nhá. Các bạn ơi, có ship đấy. Ship chung của chúng mình sẽ là 29.000 nha. Thế nên là nếu như bạn nào muốn đặt sách ấy, muốn đặt một cái cuốn sách siêu to khổng lồ về cả mặt hình thức và cả về mặt nội dung, thì hãy nhanh chóng, hãy nhanh tay nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để nhận được lời tư vấn và đặt sách các em nhá. Bởi vì hiện tại thì cái số lượng tuyển tập 40 bài văn mẫu này thì có hạn. Thế nên nếu như ai mà nhanh tay thì sẽ có được sách sớm thôi, được không ạ? Còn nếu không mà nếu như vô tình mà hết sách thì thôi, cũng phải chấp nhận thôi, được không ạ? Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau ở trong bài ngày hôm nay mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn nhá. Được không? Các bạn thân mến, chị có một cái đề bài như sau: phân tích hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ sau và từ đó nhận xét về phong cách thơ của Quang Dũng. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá sữa oai hùm, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm. Giải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Có thể nói rằng là đây là một trong số những cái đoạn thơ quan trọng nhất trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Chúng ta thấy rằng là không biết từ bao giờ, hình ảnh người lính đã trở thành một trong những cái đề tài mà được rất nhiều những tác giả lựa chọn, và đặc biệt là những năm tháng đó đã đi qua, những năm tháng mà cha ông mình đã không ngại ngần hy sinh thậm chí là cả tính mạng vì độc lập của tổ quốc, của dân tộc. Và có lẽ cũng chính bởi những năm tháng hào hùng đó, thế nên hình ảnh những người lính đã đi vào trong những trang thơ, đi vào trong những trang văn, để rồi ngày hôm nay chúng ta được cùng với nhau quay trở lại và tìm hiểu về một trong số những thi phẩm tiêu biểu nhất của thơ ca kháng chiến chống Pháp, bài thơ Tây Tiến. Và đây chị có một cái đề bài, được không ạ? Ở đây chị có một cái đề bài, chắc hẳn rằng là các bạn cũng đã nhìn thấy đề bài này rất là quen thuộc. Không biết là các em ở trên lớp thì các bạn đã học đến bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng chưa ạ? Các bạn đã học đến bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng chưa? Ở trên lớp ấy, các bạn đã học đến bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng chưa? Nhà thơ Chính Hữu đã từng viết những phần thơ như thế này: Bạn ta đó ngã trên dây thép 3 tầng, một bàn tay chưa rời báng súng, chân lưng chừng nửa bước xung phong. Ôi những con người mỗi khi nằm xuống vẫn nằm trong tư thế tiến công. Và để rồi khi bản ta lấy thân mình đo bước chiến hào đi, ta mới hiểu giá từng thước đất. Các anh ở đây, trận địa là đây, trận địa sẽ không lùi nửa thước, không bao giờ để mất mảnh đất các anh nằm. Đó là những cái trang thơ rất là xúc động mà Chính Hữu đã viết về những người đồng chí đồng đội của mình. Và vào năm 1948, sau khoảng thời gian rời xa binh đoàn Tây Tiến của mình chưa lâu, thì Quang Dũng đã viết một bài thơ, ban đầu đặt tên là Nhớ Tây Tiến, nhưng sau đó khi in lại thì đã lấy tên là Tây Tiến, bởi vì nói theo cách của Quang Dũng thì chỉ cần nhắc tới danh từ Tây Tiến thôi là biết bao nhiêu những nỗi nhớ niềm thương đã quay trở về rồi, thế nên từ nhớ ở đó là thừa thãi. Quang Dũng đã viết một bài thơ giống như một khúc độc hành của nỗi nhớ thương, và cũng giống như nén tâm nhang mà Quang Dũng kính cẩn nghiêng mình dâng lên anh linh của những người đồng đội đã ngã xuống trong chặng đường hành quân và trong những nơi chiến trường gian khổ. Và đây chính là cái đề bài mà ngày hôm nay chị muốn cùng với các bạn đi phân tích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau có một cái bài văn tham khảo, và chị hy vọng rằng là cái bài văn tham khảo này sẽ giúp cho các bạn mở rộng được vốn từ của mình các bạn nhé. Được không nào? Các anh chị 2K2 ơi, hãy giúp cho chị Hiên tag các bạn 2K3, 2K4, 2K5 vào trong phần livestream này giúp chị nhé. Và hãy làm cách nào đó giúp cho chị Hiên, để Học Văn Chị Hiên có thể lan tỏa tới càng nhiều bạn càng tốt, được không nào? À, bọn em mới học 2 bài đầu à? Sớm thôi các bạn sẽ học Tây Tiến thôi, yên tâm. Sẽ rất nhanh thôi, các em sẽ học Tây Tiến. Ok không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái bài văn tham khảo nhé. Và chị nhắc lại cho các bạn một lần nữa ạ. Đây là bài văn được trích từ cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Và đây là một cái cuốn hiện tại đang có cái mức giá là 139.000. Cho những bạn nào mà đang băn khoăn, đây là cuốn sách siêu to khổng lồ cả về mặt nội dung và cả về mặt hình thức các em nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến ngay với bài văn tham khảo của chúng mình như sau. Trước tiên chị có phần mở bài như thế này: trong trường ca Con Đường Của Những Vì Sao, Nguyễn Trọng Tạo đã viết: Ôi Tổ quốc ta muôn đời muốn khóc, sau cơn bão chiến tranh quyết liệt, tóc biển xanh ôm vai đất mỡ màu. Những câu từ ngân lên, tiếng gọi thiết tha trìu mến và thương cảm từ thế hệ tới những thế hệ đã để tuổi xuân nằm lại nơi khi chiến tranh quyết liệt, để Tổ quốc hôm nay được độc lập vẹn toàn, chan hòa tiếng sóng vỗ mỡ màu đất quê hương. Sự cống hiến hy sinh của thế hệ trẻ đầy kiên trung, hào hùng và bi tráng ấy vẫn luôn sáng ngời trong thơ ca. Đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có những dòng thơ đã khắc họa chân thực và cảm động về hình ảnh của người lính trẻ kiên trung nhưng không quản ngại gian khổ, hy sinh để vẹn tròn nghĩa vụ với Tổ quốc. Những dòng thơ ấy, Tây Tiến của Quang Dũng, thi phẩm từ lâu đã khắc tạc trong lòng bạn đọc bao thế hệ một bức tượng đài bằng thơ về hình ảnh người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng, được không ạ? Các bạn ơi, vậy thì chị sẽ dừng lại và phân tích với các bạn một chút nhé. Các em có thể thấy là ở trong cái phần mở bài này á, thì chị đã đi cùng với các bạn từ trước tiên là chị lấy một cái dẫn chứng. Và cái dẫn chứng này đó chính là trích trong cái trường ca Con đường của những vì sao của tác giả Nguyễn Trọng Tạo. Đây là một cái trường ca viết về tình cảm dành cho quê hương đất nước, dành cho đất nước, được không ạ? Đất nước Tổ quốc, thế nên chị đã dựa vào đó và chị dẫn vào cái đề tài về quê hương, về đất nước và dẫn vào bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, được không ạ? Như chị đã nói cùng với các bạn ấy, thì rõ ràng là ở trong cái phần mở bài chúng ta có thể đi từ những cái cách như sau. Đây ạ, các bạn có thể thấy chúng ta có thể đi từ tác giả này, đúng không ạ? Chúng ta có thể đi từ đề tài này, chúng ta có thể đi từ nhận định này. Và ở trong phần này thì chị đi từ hai cái này ạ. Từ nhận định tôi dẫn vào đề tài ạ. Và từ cái này thì tôi dẫn vào cái tác phẩm của tôi là Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Và cụ thể ở đây là đoạn 8 câu thơ này ạ. Ok chưa nào? Và cụ thể ở đây là 8 câu thơ này, được không ạ? Ok chưa các bạn? Chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục nhé. Quang Dũng là một người nghệ sĩ đa tài, làm thơ, vẽ tranh, viết văn, soạn nhạc. Ở phương diện thơ ca, Quang Dũng mang trong mình một hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa. Tây Tiến là bài thơ tiêu biểu cho đời thơ Quang Dũng, in trong tập thơ Mây Đầu Ô, được viết vào một buổi chiều mưa tại Phú Lưu Chanh, khi Quang Dũng rời xa đơn vị cũ chưa lâu. Với cảm hứng lãng mạn và ngòi bút tài hoa, nhà thơ Sứ Đoài đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến trên cái cảnh thiên nhiên núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Và đặc biệt là hình tượng người lính Tây Tiến mang trong mình chất lãng mạn nhưng lại đậm chất binh tráng, sẽ còn sức hấp dẫn lâu dài với bạn đọc nhiều thế hệ. Sau luận điểm số 1 ạ, nói về tác giả và tác phẩm. Ok chưa nào? Thật ra là ở cái phần này thì các bạn có thể bổ sung thêm một chút. Nếu như có thể thì các bạn có thể viết thêm về những cái thông tin về binh đoàn Tây Tiến, về cái hoàn cảnh sáng tác ấy, thì các bạn có thể dẫn ví dụ như là vào mùa xuân năm 1947, binh đoàn Tây Tiến được thành lập. Đây là một đơn vị bộ đội với thành phần chủ yếu là học sinh, sinh viên Hà Nội, được không ạ? Và Quang Dũng thì là cái lứa gọi là gì ạ? Quang Dũng đã tham gia vào binh đoàn này từ rất sớm. Và trong cái thời gian mà sinh hoạt và chiến đấu ở đây thì đã từng giữ chức vụ đại đội trưởng. Thế nhưng mà sau đó một khoảng thời gian không lâu, đến năm 1948 thì Quang Dũng bị điều chuyển đơn vị sang đơn vị khác. Và để rồi cuối năm 1948, khi mà tham gia một cái đại hội thi đua ở làng Phú Lưu Chanh, thì Quang Dũng đã viết bài thơ Tây Tiến, được không ạ? Bài thơ này thì ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến, nhưng sau đó khi được in lại thì đã đổi tên thành Tây Tiến. Ok chưa nào? Ví dụ là như thế, được không các em? Nhá, tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thân bài, bắt đầu phân tích như sau. Chiến tranh đã qua đi, tấm áo hòa bình ấp ôm mảnh đất hình chữ S đã được nhiều thập kỷ, đã hàn gắn được phần nào vết thương đớn đau, bao mất mát hy sinh của một thời lửa đạn. Nhưng ngày hôm nay, trong nền hòa bình này, ta đọc lại Tây Tiến để thêm một lần nữa nhớ về thế hệ các anh, những người lính trẻ trung và dũng cảm. Trong mạch nguồn nỗi nhớ khi xưa, nhà thơ Quang Dũng, bức tượng đài về các anh vẫn luôn sừng sững sống mãi với vẻ đẹp hào hùng của một thời trai trẻ. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Nhà thơ dùng từ đoàn binh để khẳng định một lực lượng đông đảo. Đoàn binh Tây Tiến là đội quân mạnh và hừng hực khí thế, đầy hiên ngang và tự tin. Nhịp thơ như nhịp bước hành quân của những người lính, đưa ta đến gần hơn với bước chân dung về các anh, từ ngoại hình bên ngoài đến cảm xúc ý chí nung nấu trong tâm can. Ấy là những người lính không mọc tóc, da xanh màu lá. Ấy là sự ngụy trang để đề phòng quân địch. Nhưng chân thực hơn, ấy là sự tàn phá của bệnh tật, của hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề, nơi rừng thiêng nước độc, nơi chiến trường xa xôi, nơi binh đoàn Tây Tiến làm sao có thể tránh khỏi được những cơn sốt rét rừng, những lần thiếu thuốc men, lương thực khó khăn cứ nối tiếp khó khăn. Sự khắc nghiệt vẫn luôn thử thách ý chí của những người lính trẻ như thế. Cuộc đời gió bụi pha xương máu, đói rét bao lần xé thịt ra, khuôn mặt đã lên màu bệnh tật, đâu còn tươi nữa những ngày hoa. Nhưng ở đây, giọng thơ Tây Tiến lại sụp sôi khí thế, căng tràn ý chí, viết về gian khổ khó khăn, nhưng nhà thơ Quang Dũng vẫn luôn song hành đem đến những vần thơ đầy quyết tâm, giữ oai hùng. Nét hào hùng được nhấn mạnh giữa một bên hiện thực nhiều gian khổ, đậm tô hình ảnh chân thực, nhưng đó cũng là cách nói dí dỏm hóa, vui tươi hóa của Quang Dũng về những người đồng đội của mình. Giữ oai hùng là hình ảnh khẳng định tinh thần vượt lên khó khăn về mục tiêu chiến đấu phía trước. Bệnh tật, thiếu thốn không thể đánh bại được ý chí quyết tâm của những người lính trẻ, những chiến binh Tây Tiến. Những chi tiết tả thực khắc họa một phần diện mạo của người lính Tây Tiến đang chiến đấu nơi biên cương Tổ quốc, đồng thời phản ánh hiện thực gian khổ, thiếu thốn, bệnh tật nơi chiến trường. Mượn hình ảnh ẩn dụ để gợi tả chất kiêu hùng, cách viết đối lập giữa yếu đuối về thể chất xanh xao tiều tụy, đầu không mọc tóc, da xanh màu lá, với sức mạnh của tinh thần, ý chí ngang tàng lẫm liệt, sức mạnh giữ oai hùng. Quang Dũng đã đem đến những nét phác họa đầu tiên về người lính Tây Tiến, rất hào hùng, dũng cảm, thế nhưng cũng vô cùng lạc quan. Được không ạ? Ví dụ phân tích hai câu thơ đầu là như vậy. Tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ kết nối để đến với hai câu thơ tiếp như sau. Khắc họa về đồng đội của mình, Quang Dũng tiếp tục đem đến hình ảnh chân thực không chỉ về đời sống mà còn về tâm hồn hào hoa lãng mạn của các anh. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Ánh mắt chừng ấy chính là đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Ánh mắt thể hiện sự quyết tâm hướng về bên kia biên giới, ánh mắt của sự căm thù, ý chí, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Giống như trong bài ca Chim Chơ Rao của nhà thơ Thu Bồn từng viết: Quân thù kia ơi một bầy man sợ, bay đừng hòng khuất phục đời ta, bay định đốt ta thành hòn than quỳ lạy, trong ánh lửa hồng xuất hiện một vòng hoa. Quả thực, ánh mắt chừng mà nhà thơ Quang Dũng khắc họa có sức mạnh như lời tuyên chiến trước quân thù, rất oai phong và hào hùng. Và gửi theo ánh mắt quyết tâm lòng kiên trì ấy là giấc mộng chinh phu, giấc mộng lập công danh, đền nợ nước trả thù nhà. Những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ đã không do dự, xếp bút lên đường ra mặt trận, sẵn sàng gồng gánh trên vai món nợ núi sông. Chỉ với một hình ảnh thôi mà nhà thơ Quang Dũng đã khiến cho ta yêu nhiều hơn và khâm phục tinh thần của những chiến binh Tây Tiến. Những năm tháng ấy, khi các anh cảnh giác trước quân địch, và cũng có những thời điểm ấp ôm nỗi nhớ niềm thương về quê hương, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Những chiến binh Tây Tiến, những chàng trai Hà Nội một thuở mơ về Hà Nội dáng kiều thơm, với hình ảnh của những góc phố quen, những thiếu nữ Hà Thành duyên dáng trong tà áo thướt tha. Một giấc mơ lãng mạn và hào hoa ta chỉ có thể bắt gặp ở tâm hồn những người lính trẻ với xuất thân chủ yếu là thanh niên trí thức thủ đô, ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Giấc mơ của họ không phải sự bi lụy tầm thường, mà đó chính là động lực để họ vững tinh hơn trong những ngày tháng gian khổ phía trước. Không như vậy, dáng kiều thơm ấy còn thêm một lần nữa đem đến sắc hiện thực cho câu thơ. Quang Dũng đã đem đến những gì thật nhất, đúng nhất về những chiến binh Tây Tiến một thuở. Ta cảm nhận và trân trọng vẻ đẹp chân thực cũng như rất đỗi hào hoa ấy. Khép lại đoạn thơ, Quang Dũng đưa ta vào nơi biên cương hẻo lánh, rải rác những ngôi mộ không bia. Sự lạnh lẽo hoang vắng tràn vào từng câu chữ, cho thấy sự khốc liệt và hơn hết là những đau thương, mất mát của cuộc chiến tranh phi nghĩa. Rải rác biên cương mồ viễn xứ. Thế nhưng với chúng ta, dân tộc ở thế yếu, đất nước đã được định sẵn, trước những sự mất mát ấy lại không chùn bước. Những người lính bước qua con đường đầy máu và phần mộ để tiếp tục ra chiến trường giành lại tự do cho dân tộc mà không hề nao núng. Chính vì thế, Quang Dũng đã sử dụng một loạt những từ ngữ Hán Việt như biên cương viễn xứ, làm cho câu thơ trở nên trang trọng, mang trong mình một không khí cổ kính như đang kể lại những trận chiến lừng danh thuở xưa của cha ông ta. Lồng ghép vào đó là lý tưởng của thời đại: chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Chúng ta nhận thấy rõ sự đối lập, chúng ta nhận thấy rõ sự đối lập khốc liệt giữa những sự vật, chiến trường là nơi bom đạn khốc liệt, là cái chết cận kề, đời xanh là tuổi trẻ, là hy vọng, là ước mơ, là tương lai. Quang Dũng đã thay đồng đội của mình, những chiến binh Tây Tiến tuyên ngôn đầy ngạo nghễ, thể hiện sự lạc quan và tràn đầy chất lính, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Thật giống với những gì mà nhà thơ Thanh Thảo đã từng viết trong những vần thơ của mình. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc. Bên cạnh vẻ đẹp hào hùng đó là vẻ đẹp bi tráng. Với Quang Dũng, chết không phải là hết. Bằng việc sử dụng hình ảnh áo bào thay chiếu, tác giả đã bi tráng hóa cái chết của con người, và ở đây cụ thể là cái chết của những chiến binh Tây Tiến, tráng lệ hóa sự hy sinh của người lính. Anh về đất là biện pháp tu từ nói giảm nói tránh, biến cái chết trở thành một sự nghỉ ngơi sau quãng thời gian xông pha chiến trận, làm không khí bài thơ không hề bi lụy. Cái chết của các anh, sự hy sinh của các anh luôn là sự nhắc nhở trong trái tim của đồng đội, đồng bào. Sự hy sinh lặng lẽ ấy, âm thầm ấy, nhưng luôn cao cả và đáng trọng. Nằm khuất nơi đâu ven rừng đá lạnh, trọn đời làm chiến sĩ vô danh. Trở lại với những vần thơ Tây Tiến, Quang Dũng không trốn tránh hiện thực mà đã khắc họa sự hy sinh của những người lính một cách thầm lặng, thanh thản, cao cả và gây xúc động trong lòng người. Và dòng sông Mã bây giờ dường như được nâng tầm thành một chứng nhân lịch sử, chứng kiến hết tất cả các tội ác của kẻ thù, và để ghi dấu ấn những chiến công hiển hách của binh đoàn Tây Tiến. Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Tiếng gầm cuối cùng ấy là khúc tráng ca, là khúc nhạc thiên tiễn đưa anh linh của những người chiến sĩ về với ông cha, về với đất mẹ. Vẻ đẹp bi tráng về những người lính Tây Tiến từ đó cứ mãi vang vọng trong tâm khảm của bạn đọc. Một khổ thơ có thể coi là đặc sắc nhất trong thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, đã thể hiện rõ vẻ đẹp phong cách thơ của nhà thơ này. Đó là một hồn thơ hồn hậu, lãng mạn, phóng khoáng và tài hoa. Thơ Quang Dũng chân thực ở chỗ nhà thơ không né tránh sự tàn khốc đau thương của chiến tranh. Ngòi bút ấy cũng rất đỗi lãng mạn, phóng khoáng, đặc biệt khi viết về hình ảnh những người lính Tây Tiến với sự trẻ trung, tinh thần bất khuất, sung sức và bền lòng trước tiếng gọi của Tổ quốc, mặc dù trước bom đạn, khó khăn của nơi chiến trường gian khổ. Với giọng thơ trang trọng, cảm xúc dạt dào, đôi lúc lắng đọng khắc khoải, bút pháp tả thực kết hợp với những hình ảnh bay bổng lãng mạn, nhà thơ Quang Dũng đã xây dựng thành công bức tượng đài về người lính Tây Tiến, mang trong mình vẻ đẹp, hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Bức tượng đài ấy sẽ còn sống mãi trong văn chương nghệ thuật, trong tấm lòng yêu thơ, trong tấm lòng của những người yêu thơ và trong trái tim của lớp lớp thế hệ thanh niên sau này. Và kết bài như sau ạ. Các bạn thân mến, đây là cái bài văn chị trích từ cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Đây là cuốn sách, nếu như các em muốn mua thì các bạn có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể nhận được thông tin cụ thể về cuốn sách này các bạn nhé. Chị xin nhắc lại một lần nữa thì đây là cái cuốn sách đúng nghĩa là siêu to khổng lồ cả về mặt nội dung và cả về mặt hình thức. Thế nên nếu như bạn nào mà muốn sở hữu cuốn sách này để có thể tăng vốn từ này, tìm hiểu cách làm những cái dạng đề khác nhau này, thì các em có thể ngay lập tức nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể tìm hiểu thêm và đặt cuốn sách này về cho mình các bạn nhé. Bây giờ sẽ là cái phần kết bài cho cái đề bài mà chị vừa cùng đi với các bạn. Ok không nào? Như sau. Với tài năng văn học của mình, Quang Dũng đã viết về người lính Tây Tiến với tất cả niềm thương nỗi nhớ, sự ngưỡng mộ, sự tự hào, xen lẫn niềm xót xa thương cảm. Những vần thơ sáng ngời, vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng của người lính cũng đã góp phần khẳng định chất riêng trong phong cách thơ của tác giả. Quang Dũng đã làm sống lại trong lòng người đọc một thời kỳ không thể nào quên của dân tộc, từ đó giúp ta thấu hiểu hơn được vẻ đẹp của người lính trong thời chiến, hiểu hơn về đất nước ta trong thời kỳ trận mạc, hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay, để ta trân trọng hơn những cống hiến không màng danh lợi, những hy sinh không kể đền đáp. Đọc lại Tây Tiến ấy trong những ngày hòa bình này, ta thực sự thấm thía và cảm phục. Tây Tiến biên cương mờ lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng, và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Được không ạ? Các bạn ơi, đó là cái bài mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Được không ạ? Đó là bài văn mẫu mà ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Chị hy vọng rằng là với cái phần chia sẻ của chị vừa rồi thì các bạn có thể có thêm những cái cách làm hay, những cái ngữ liệu hay để chúng ta đưa vào bài viết của mình các em nhé. Các bạn ơi, thế nào ạ? Các em có ổn không? Có đang ổn không? Tại vì chị thấy các bạn không có nói gì hết, chỉ âm thầm vào xem thôi. Các bạn có đang ổn không ạ? Tầm này là các bạn đã bắt đầu rất là bận bịu cho việc học hành rồi đúng không? Chị biết mà. Thế nên là cũng không thể tránh được việc là tầm này thì có khá là ít bạn lên xem livestream của chị Hiên. Nhưng mà yên tâm là có rất là nhiều bạn sẽ nhanh chóng xem lại, bởi vì đây đều là những cái phần cực kỳ là hữu ích cho các bạn đấy. Ok không nào? Hay lắm mà. Nếu như có thể thì các em có thể tận dụng mở bài, thân bài hay là kết bài để các em có thể chuyển thành cái bài viết của mình nhá. Chị rất là hy vọng là các bạn có thể chủ động rèn viết nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn. Ok không? Mải nghe quá à? Dạ có chị ơi à. Ok, vậy là hữu ích là tốt rồi. Quan trọng nhất là nó hữu ích. Và chị cũng mong là các em có thể tiếp nhận nó, được không ạ? Chị mong là các bạn có thể tiếp nhận. Ok không? Rồi, chị cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi chiều ngày hôm nay các em đã dành thời gian cho chị. Và ngày hôm nay nhân một cái bài văn về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, xin được mượn một lời thơ để thay lời kết cho bài viết này. Và bản thân chị nghĩ rằng là đây có lẽ cũng chính là những gì mà xin được mượn một cái lời hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu để thay lời kết cho bài viết này. Đây có lẽ cũng chính là những cái gì mà bản thân những người lính trong những năm tháng ấy, họ luôn luôn tâm niệm ở trong trái tim của mình và mang theo một cái lời thề, đó là: đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về. Ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thà chết không lùi. Và cảm ơn các bạn đã xem, lắng nghe phần livestream ngày hôm nay của chị. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần livestream gần nhất nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye, xin chào các em.